Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm video tiếp. Hôm nay mình làm video này là trợ cấp thứ 3 của chính phủ Nhật. Cái này thì cũng không phải của Nhật mà là của từ C1. Thì hôm vừa rồi thì mình có nghe một đứa em nó bảo là có một trợ cấp nữa thứ 3 là trợ cấp của C. Thì mình cũng chưa chắc chắn. Thế là hôm thứ 6 vừa rồi mình mới vào trang chủ của C của mình ấy. Mình đang ở Siga, mình vào C của mình mới xem tin tức. Thì mình mở trang lên thì mình xem thì có cái C các chữ cô kêu này, cô kêu xã, thì là nghĩa là dùng cho những là trường hợp cho những người mà hoàn cảnh như là túng thiếu công việc, mất công việc, mấy cả lương bị giảm xuống đấy, và cái tiền nhà chi nó cao quá, mình không đủ chi trả trong cái đợt dịch này, thì C nó sẽ trợ cấp cho mình khoản tiền. Thì ở đây thì là ở C thì không biết là từng C1 thì có khác nhau, nhưng mà ở C của mình đây thì nó ghi như là chắc là cũng chung thôi. Một người thì được trợ cấp, nếu mà đủ có tiêu chuẩn của C nó đề ra thì là một người được trợ cấp là 3,5 một tháng và được kéo dài trong vòng 9 tháng. Nhưng nếu mà trong quá trình mà mình lương của mình có việc rồi thì nó sẽ tự cắt, và cái lương cao lên ấy, thì nó cũng sẽ tự cắt đấy. Thì là cái một người là 3,5 và hai người là 4,2 và từ 3 đến 5 người là 4,6. Thì cái thủ tục đấy như thế nào ấy, thì các bạn có thể comment xuống dưới thì mình sẽ hướng dẫn cho. Cái này cũng không khó gì cả. Thì cái điều kiện thứ nhất của cái người mà có thu nhập, cái người mà có thu nhập ấy, bị giảm xuống ấy, giả sử như là những cái bạn mà đang làm ở công ty mà nó bị cắt việc, cắt lịch nhiều quá, lương nó giảm xuống mà đang chế độ từ tầm 20 man rồi chỉ là 18 man, thì là các bạn bị giảm cái lượng tiền xuống ấy. Thì ở đây nó sẽ có quy định như này. Siêu new nhô kênh ấy, thì là cái điều kiện cần của thu nhập quy định của nó, nếu mà đúng như thế thì các bạn sẽ được hưởng. Một người thì là thu nhập trong vòng một tháng, trong vòng 3 tháng trước đấy, nghĩa là 3 tháng trước ấy, 2 tháng, thì là một người là 13 man một tháng, nghĩa là mức thu nhập giảm xuống tầm dưới 3 man đấy, 11 man 3 sen, Ika nghĩa là 11 man 3 sen xuống dưới. 2 người thì là 15 man 7 sen, còn 3 người thì là 18 man 7 sen, 4 người thì là 22 man 1 sen, 5 người thì là 25 man 5 sen. Nếu mà các bạn đứng trong cái khoảng khung như thế, thì đứng trong khoảng khung như thế thì là các bạn lên C của mình và hỏi như thế nào, và cái quy trình hỏi như nào thì mình cũng đã gọi điện rồi. Hôm thứ 6 mình gọi điện rất chi tiết lên C, thì là C bảo mình là nó sẽ hỏi mình là thế bây giờ là bạn là làm xã in hay là kê ra cứ xã in hay là hắc kèn. Một cái điều kiện nữa là nếu mà hắc kèn thì không được hỗ trợ cấp. Hắc kèn thì là họ được quyền cho phép nghỉ, bởi vì hắc kèn thì nó chỉ là tạm thời thời vụ thôi. Ba tao đi tôi đứng đó này, cái tay đâu bố, cái tay mút tay cửa đứng đấy, mình cái mút tay cửa đứng một cô hay nhà đó đấy. Hắc kèn thì lại không được trợ cấp. Còn cái kê nha cự này, xã in này, mấy cả xã in thì được. Cái điều kiện này thì lại nó lại rơi vào trường hợp là những người đi làm và chứng minh bằng bảng lương trong vòng 3 tháng trước đấy, giả sử như tháng 5 này muốn đi làm giấy tờ thì phải in bảng lương của mình ra là trước 3 tháng. Đấy, trước 3 tháng thì cầm lên và cầm một sổ ngân hàng lên. Thì nó lại hỏi mình một câu như này là thì mày có chokin không, là có tiền tiết kiệm không. Nếu mà tiền tiết kiệm của mình một thậm chí đến 90 man ấy, thì nó sẽ không trợ cấp cho mình nữa, không trợ cấp, bởi vì như thế là okashi, nó rất dở đấy. Cái thứ ba của mình này là nếu mà đúng đủ điều kiện của một người mà tiền mà giảm xuống tầm 11 man 3 thì là ok, các bạn sẽ lên C và hỏi thì hỏi như thế nào. Thì đây thì mình sẽ comment cho các bạn nếu mà muốn có gì cần thiết thì các bạn sẽ comment ở phía dưới thì mình sẽ hướng kỹ hơn. Thì mình làm video thì có khả năng là thời gian nó cũng không được nhiều, thì bạn có thể
lên trên C, bạn vào cái phòng mà cái cơ chế kế, cái phòng dẫn ấy, thì họ sẽ, họ mình sẽ, các bạn sẽ bảo là các bạn xếp các chữ, xếp các chữ cô kêu sẵn hay kêu kêu các cư hô kêu phư kim, thì cái đấy thì hơi khó, nhưng mình sẽ tra, mình sẽ viết 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 Romaji xuống dưới các bạn, thì các bạn cầm cái chữ lên thì các bạn đọc thì cho nó lên lên vào phòng, các bạn nó sẽ hướng dẫn từ A đến Z rất chi là cẩn thận. Thì những cái trường hợp nào, bạn nào mà trong cái trường hợp mà như thế thì mình khuyên, trường hợp khó khăn như thế thì mình khuyên các bạn lên đến C của mình ấy, cái C mà lấy bạn ở ấy, thì nên làm thủ tục như thế thì các bạn sẽ được hỗ trợ từ 2 man rưỡi lên tận 4 man, cho tùy với gia đình của mình, có gia đình độc thân gì đấy thì các bạn sẽ được hỗ trợ của chính phủ, sẽ đỡ cho một phần các khoản các bạn trả trong đợt dịch này, vì đợt dịch này rất nhiều người khó khăn và mất việc. Công ty thì cái lượng giờ làm nó giảm xuống ấy, thì là lương thấp xuống. Như mình, trường hợp của mình ý, thì là trong 2 tháng vừa rồi thì cái bảng lương của mình nó sẽ tụt xuống, đang từ 18 man thì nó tụt hơn 18 man tí, thì nó tụt xuống bây giờ còn có 15 lá, bởi vì không có làm thêm, không có gian vô. Rồi thì bị MDQK, nghĩa là lệnh nghỉ. Như mình là xạ in thì là cái lệnh nghỉ của mình chứ nữa thì nó vẫn giảm mình 80% trong một ngày đấy. Và sử một tuần mình làm 3 buổi, 4 buổi thì hai buổi nghỉ ấy, thì nó vẫn một buổi ấy, nó vẫn giảm mình 80% bảng lương, không liên quan gì đến cái tiền mà không liên quan gì đến cái ngày nghỉ của mình, quy định là một năm được nghỉ 10 ngày đúng không? New kill thì mình không liên quan gì cả, đây là lệnh công ty cho nghỉ thì nó mới giảm tiền lương cho mình. Nhưng mà đối với những bạn mà hack kèn thì nó cho nghỉ không được lương và nó có được quyền hack buổi, thì đâm ra là trong cái hợp đồng này của C này thì nó lại là, trong hợp đồng của C này thì nó lại không có trợ cấp cho người làm hack kèn đấy, thì nó lại rất chia dở hơi. Thế nhưng với những bạn mà làm trong công việc ổn định thì lại được hỗ trợ được. Thì nếu mà để mà rõ ràng chắc chắn hơn thì các bạn lên C, và đúng trường hợp thì các bạn lên C hỏi trực tiếp C thì sẽ chuẩn hơn. Nhưng đây thì mình gọi điện cho C rồi thì mình đã nhô ra cự rồi, mình đã hẹn trước người ta rồi là thứ ba mình được nghỉ, mình được có lệnh MDQK là mình lệnh được nghỉ, thì là mình lên trên C mình sẽ trực tiếp cầm giấy tờ lên và mình làm, thì họ là mình đã hẹn rồi là ok rồi, có khả năng là được. Thì mình làm video này cũng mong cho các bạn là xem video và hiểu được là cái trợ cấp thứ ba của Nhật nó như thế nào, tuy không được nhiều nhưng mà nó giúp chúng ta được 2-3 tháng tiền nhà, là cũng một khoản tiền đỡ cho anh em chi tiêu và dư dật một tí để có khả năng gửi về gia đình. Thì những cái mà chi tiết như thế nào thì các bạn có thể comment ở dưới thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Và những cái điều kiện như thế nào ấy thì nó, điều kiện của nó cũng không có gì khó, thì các bạn cứ thấy cái điều kiện như giống của mình nói thì là ok, là một người mà thu nhập giảm xuống 11.3, một người nhá, thu nhập giảm xuống 11.3 trong 2 tháng đến liên tiếp, 3 tháng cả đốt, thì là các bạn in bảng lương ra rồi cầm sổ ngân hàng lên xin nói chuyện đấy. Và hỗ trợ về cái nhà ở thì mình không thể đủ tiền chi trả, cái tiền nhà nó quá cao. Thì ở đây nó ghi là một người là 7.8 tiền nhà, 7.8 tiền nhà, thì nó ghi ở cái đây là Shisan Kijun Kaku, thì là nó là tổng là 46.8 sen trong vòng 1 năm. Thì cái này nếu một người mà chi tiêu một người mà cái tiền nhà quá cao thì không thể giảm, thì không giảm được. 7.8 thì làm sao mà giảm được, đúng không? Không ai giảm được. Thì đâm ra là cái số tiền này nó làm cho mình là cuộc sống rất chi là giảm khó khăn. Nên các bạn cứ đối chiếu cái bảng này, các bạn cầm bảng lương lên trên C và các bạn nói chuyện, thì các bạn sẽ được làm xong thủ tục, các bạn sẽ được trợ cấp trong vòng tầm khoảng vài tháng các bạn mất việc và không có tiền chi tiêu. Thì ở đây thì là nó cũng nói rất chi là rõ, thì mình cũng nói cho các bạn ở đây, thì là nếu có các bạn nào mà chưa hiểu hoặc là thủ tục như thế nào, chỉ khó khăn trong quá trình mà làm thủ tục, thì các bạn có thể comment ở dưới, mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn từng người một và nói các bước các bạn đến C làm như nào. Thì mong các bạn video này mình làm sẽ bổ ích cho các bạn nhiều hơn, bổ ích các bạn. Thì các bạn thấy hay thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình.
Mình thì ở Nhật được 6 năm rồi, thì có những mình thì hay vào trong các trang xin các số thì hay gặp những thủ tục như nào thì mình hay xem các cái thủ tục của nó thì áp dụng nếu của mình có lợi thì mình làm thôi. Thì chúc anh em một ngày vui vẻ và cũng làm một đoạn video ngắn trong này các cái thủ tục, các cái đoạn mà nó cái điều kiện của nó để nhận được tiền ấy. Thì là các bạn nhìn qua và nếu mà ok thì các bạn lên xin làm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn, thì đấy thì vừa rồi video mình nói qua ở trên ấy, thì đây là cái trang chủ của một si. Bình thường các bạn đã si nào thì các bạn vào si đấy. Ở đây thì si sẽ ghi các số điện thoại này, các số điện thoại của nó này, điện thoại rồi thì là địa chỉ như này. Thì mình thì ở Higashi Omishi, thì mình vào trang chủ của nó, thì mình tìm được cái là Sekachi Kokyu, Kokyu xã. Yukio Kakugo Kyufukin no Sokai. Đấy, thì mình đây thì có xem thì mình thấy có nhiều việc nào mình tháng 2 tháng 3 tháng rồi mình nhà lương mình giảm xuống, và mức lương của mình giảm xuống thì nó lại dưới cái mức nhà gia đình của mình có 3 người, thì dưới cái mức lương dưới cái mức là lời 3 người thì mức lương thu nhập bị giảm xuống là 11, mình dưới 18 man 7. Thì đúng vào điều kiện của Si thì là mình được trợ cấp là một người là được trợ cấp, một người trợ cấp vào 3 man rưỡi, nhưng mà hai người thì 4 man 2. Thì mình thấy đúng, thì là mình vừa rồi mình gọi đến Si đấy, thì mình làm video mình gọi đến Si đấy, thì là họ mình hẹn đến sang tuần sau mình lên làm một lộp hồ sơ thì chắc là cũng được trợ cấp một khoản tiền là 4 man 2 một tháng, 4 man 2 một tháng, nhưng mà nó không kéo dài mà nó chỉ trong khoảng thời gian mình đang dịch vụ này là công việc Si là công việc thì mình được trợ cấp thôi, còn sau đó thì được cắt. Thì anh em xem video và xem đúng cái điều kiện của mình mà như thế thì là các anh em lên Si và làm giấy tờ để được trợ cấp. Đây thì là cái tiền nhà là trợ cấp. Nếu mà một người mà lại cái tiền nhà nó lên tầm 7 man 8 ấy, một năm là 46 man 8, mà các bạn phải đóng, một người không thể đóng được như thế, nó nhiều quá, nó làm cho cuộc sống nó bị túng thiếu đi, thì là các bạn sẽ được trợ cấp như thế. Đấy, thì là các bạn xem cái điều kiện như thế thì các bạn là MC nhé.